Tướng Nguyễn Chánh Thi và biến động miền Trung năm 1966. Nguyên nhân trực tiếp. Ngày 11 tháng 3 năm 1966, Hội đồng các tướng lãnh và Ủy ban lãnh đạo quốc gia nhóm họp 5 tiếng đồng hồ tại Bộ Tổng tham mưu và quyết định cho Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh vùng 1 chiến thuật kiêm đại biểu chính phủ tại vùng này, được nghỉ phép để đi chữa bệnh mũi. Ngày 13 tháng 3 năm 1966, Hội đồng tướng lãnh gồm cả các chỉ huy địa phương nhóm họp tại Bộ Tổng tham mưu và biểu quyết với 32 phiếu thuận và 4 phiếu trắng cho tướng Nguyễn Chánh Thi nghỉ việc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân được cử lên thay làm Tư lệnh vùng 1 kiêm đại biểu chính phủ. Việc cách chức tướng Thi đã là ngòi nổ làm bùng lên cuộc biến động miền Trung năm 1966. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa là gì? Thì miền Trung từ sau cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963, dưới ảnh hưởng của Phật giáo do Thượng tọa Thích Chí Quang lãnh đạo, đã liên tục là nơi xuất phát các phong trào chính trị đối kháng với chính phủ trung ương tại Sài Gòn, nhất là sau năm 1965. Việc chống đối này có mấy nguyên nhân chính như sau. Một là các chính phủ kế tiếp nhau từ sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ đều hứa hẹn sẽ triệu tập Quốc dân Đại hội để soạn thảo hiến pháp mới, nhưng mà đều không giữ được lời hứa này. Hai là các chính phủ này đều không ít thì nhiều, đã sử dụng trở lại một số phần tử cần lao của chế độ Ngô Đình Diệm mà Phật giáo hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và ba là nội các chiến tranh của tướng Nguyễn Cao Kỳ đã tích cực ủng hộ sự kiện Hoa Kỳ ồ ạt đổ quân tác chiến vào miền Nam, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đã làm cho cuộc chiến trở nên khốc liệt gấp bội và làm đảo lộn hoàn toàn đời sống của nhân dân miền Nam. Khẩu hiệu tranh đấu của Phật giáo có thể thay đổi tùy thời điểm, nhưng mà nói chung đều xoay quanh hai chủ đề chính. Một là yêu cầu chính quyền tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp mới, và hai là chống chế độ độc tài quân phiệt. Tướng Nguyễn Chánh Thi, thì về phần tướng Nguyễn Chánh Thi, ông là một khuôn mặt tướng lĩnh rất đặc biệt và quan trọng trong giai đoạn lịch sử này của Việt Nam Cộng Hòa. Khi còn mang cấp bậc đại tá là tư lệnh lữ đoàn nhảy dù, ông đã lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 nhằm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chính thất bại, ông phải sống lưu vong 3 năm tại Cao Miên, tức là Campuchia. Sau khi cuộc đảo chính mùng 1 tháng 11 năm 1963 thành công lật đổ được chế độ Ngô Đình Diệm, ông trở về nước, được phục hồi cấp bậc và được bổ nhiệm làm tư lệnh phó vùng 1 dưới quyền Trung tướng Nguyễn Khánh. Ông tham gia vào cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964 của tướng Khánh. Ông được tướng Khánh thăng cấp chuẩn tướng vào ngày 29 tháng 5 năm 1964, rồi thăng cấp thiếu tướng ngày 21 tháng 10 năm 1964 và trở thành một thành viên quan trọng của nhóm tướng trẻ mà báo chí Mỹ thường gọi chung là Dung Túc. Cùng với nhóm này, ông đã tham gia vào việc chống lại cuộc đảo chính ngày 13 tháng 9 năm 1964 của hai tướng Dương Văn Đức và Lâm Văn Phát và cuộc đảo chính ngày 19 tháng 2 năm 1965 của đại tá Phạm Ngọc Thảo, cũng như việc lật đổ tướng Nguyễn Khánh và buộc tướng Khánh phải rời khỏi Việt Nam vào ngày 25 tháng 2 năm 1965. Sau những cái vụ này, ông trở thành một trong các tướng lĩnh có thế lực nhất. Sau khi chính phủ Phan Huy Quát giao lại chính quyền cho quân đội, ông được các tướng lĩnh đề nghị làm thủ tướng, nhưng ông đã từ chối và các tướng lĩnh đã đề cử tướng Kỳ. Trong vai trò tư lệnh vùng 1 kiêm đại biểu chính phủ, ông đã có những bất đồng ý kiến về chính trị với chính quyền trung ương tại Sài Gòn. Ngoài ra, với việc gia tăng ồ ạt quân số Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng không tránh được những đụng chạm với người Mỹ trong cương vị tư lệnh vùng của ông. Việc ông từ chối không đi dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Việt tại Honolulu vào đầu tháng 2 năm 1966 càng làm cho người Mỹ thiếu thiện cảm với ông hơn. Trên hết, việc ông được hậu thuẫn rất lớn của phe Phật giáo cũng như đồng bào tại vùng 1 làm cho các tướng lĩnh rất e ngại thế lực của ông. Ngoài ra thì với bản tính nóng nảy, bộc trực, phê bình thẳng những chuyện sai quấy của người khác, nhất là đối với các tướng lĩnh tham nhũng, số này rất tiếc lại là đa số, ông dần dần bị cô lập trong hội đồng các tướng lĩnh. Trong cái hoàn cảnh bị cô lập như vậy, chính tướng Thi lại tạo thêm những lý do thuận lợi cho phe chống ông thành công dễ dàng trong việc loại ông ra khỏi bộ máy cầm quyền. Trước tiên là vụ
từ chối tham dự hội nghị Honolulu vào đầu tháng 2 năm 1966. Hội nghị này là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Lyndon Johnson của Hoa Kỳ và phái đoàn cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa cầm đầu bởi Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Về phía Hoa Kỳ, nó đánh dấu việc công khai chính thức xác nhận sự cam kết của Hoa Kỳ trong nỗ lực chiến tranh tại Việt Nam. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, đây là cơ hội để trình bày với công chúng Hoa Kỳ và cả thế giới về mục tiêu và đường lối của nội các chiến tranh. Phần quan trọng nhất là cam kết của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là sẽ tổ chức soạn thảo hiến pháp mới, tổ chức bầu cử để tiến đến thành lập chính phủ dân cử. Việc từ chối không đi dự hội nghị này tạo ra thêm một bằng chứng cụ thể cho thấy tướng Thi không cùng lập trường với Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Ủy ban Hành pháp Trung ương, nghĩa là chống lại chính quyền Trung ương tại Sài Gòn. Kế tiếp là chuyến viếng thăm vùng 1 của tướng Kỳ vào đầu tháng 3 năm 1966. Trong buổi lễ tiếp đón phái đoàn của tướng Kỳ, tướng Thi đã để cho người của ông công khai chỉ trích chính quyền Trung ương, làm cho Nguyễn Cao Kỳ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Đây là giọt nước làm tràn ly. Tướng Kỳ nhất quyết phải loại tướng Thi khỏi chức vụ tư lệnh vùng 1. Việc loại trừ tướng Thi, tuy là người trực tính, nóng nảy, nghĩ sao nói vậy, lần này tướng Kỳ chuẩn bị việc loại trừ tướng Thi rất kỹ lưỡng. Đầu tiên là vào ngày 9 tháng 3, tướng Kỳ họp với các thành viên chính, tất cả đều là tướng lĩnh của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và được sự đồng ý của tất cả về kế hoạch loại tướng Thi. Ngay sau buổi họp này, ông gặp đại sứ Mỹ, trình bày những khó khăn mà tướng Thi đã gây ra cho chính phủ của ông và thông báo cho ông đại sứ quyết định của các tướng lĩnh tại buổi họp trước đó. Ông nói thêm là ông sẽ không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ của ông nếu tướng Thi không bị cách chức. Đại sứ Mỹ khuyên ông nên hành động thận trọng và cần phải thiết lập hồ sơ đầy đủ trước khi loại tướng Thi. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia cũng hành động rất thận trọng trong vụ này. Tướng Thi được mời vào Sài Gòn tham dự một buổi họp đặc biệt và giới hạn. Chỉ có sự hiện diện của các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên, đang là Tổng tham mưu trưởng, và Nguyễn Hữu Có, Ủy viên Quốc phòng. Các tướng lĩnh cố gắng thuyết phục tướng Thi chịu từ chức tư lệnh vùng 1 và rời Việt Nam sang Hoa Kỳ một thời gian với lý do chữa bệnh, nhưng tướng Thi dứt khoát không chịu. Các tướng lĩnh không còn cách nào khác phải buộc tướng Thi vào tình trạng quản thúc tại gia tại nhà riêng của tướng Thi ở Sài Gòn và triệu tập Đại hội đồng quân lực vào ngày hôm sau, 10 tháng 3. Để thảo luận về trường hợp của tướng Thi. Sau khi nghe hai tướng Kỳ và Có trình bày chi tiết về trường hợp của tướng Thi, chủ yếu là các hành động không tuân lệnh và chống lại chính quyền Trung ương tại Sài Gòn, tất cả các tướng lĩnh đều bỏ phiếu tán thành việc loại tướng Thi khỏi chức vụ tư lệnh vùng 1. Chỉ có chuẩn tướng Dư Quốc Đống, tư lệnh lữ đoàn nhảy dù, bỏ phiếu trắng. Diễn tiến của cuộc biến động. Một tuần sau khi tướng Thi bị cách chức tư lệnh vùng 1, nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ và nhiều cuộc đình công do Phật giáo sách động đã diễn ra tại Huế và Đà Nẵng. Lực lượng tranh đấu chiếm đài phát thanh Huế. Lời Thượng tọa Thích Chí Quang kêu gọi công chức, quân nhân và sinh viên tham gia vào cuộc đấu tranh chống chính quyền quân phiệt Thiệu Kỳ được phát thanh hàng ngày. Đoàn học sinh, sinh viên quyết tử được tổ chức và họ chiếm các bộ chỉ huy của cảnh sát tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế. Họ phá các kho súng, chiếm lấy tất cả súng và trang bị cho đoàn viên. Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận vừa mới được bổ nhiệm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh đồn trú tại Huế, thay cho thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân đã được cử làm tư lệnh vùng 1 thay thế tướng Thi, ngả theo Phật giáo trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền Trung ương ở Sài Gòn. Một số đông binh sĩ của sư đoàn 1 bộ binh cũng tham gia vào phong trào tranh đấu và bắt đầu huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên. Nhiều đơn vị địa phương quân và nghĩa quân cũng rời bỏ nơi đồn trú, trở về các thành phố Huế và Đà Nẵng để tham gia vào phong trào tranh đấu chống chính phủ. Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, thị trưởng Đà Nẵng và đại tá Đàm Quang Yêu, chỉ huy trưởng đặc khu Quảng Đà cũng công khai ủng hộ phong trào tranh đấu. Phong trào tranh đấu bắt đầu lan rộng ra các tỉnh và thành phố khác ở miền Trung như là Nha Trang, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt. Ngay tại Sài Gòn cũng diễn ra nhiều vụ biểu tình chống chính phủ. Trên thực tế, phong trào tranh đấu chống lại chính quyền Trung ương Sài Gòn đã trở thành cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi chính phủ Nguyễn Cao Kỳ được thành lập. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia cho phép tướng Thi được trở ra miền Trung vào giữa tháng 3 để giải thích nội vụ cho đồng bào vùng 1
cũng như để cho đồng bào biết rõ là chính ông cũng đã chấp nhận quyết định của Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Sự can thiệp này không làm giảm bớt phong trào tranh đấu vì, thật ra, mục tiêu của phong trào không còn là yêu cầu tái bổ nhiệm tướng Thi vào chức vụ tư lệnh vùng 1 nữa. Mục tiêu của phong trào tranh đấu bây giờ là đòi hỏi chính phủ phải tổ chức bầu cử, soạn thảo hiến pháp để thành lập chính phủ dân sự thay thế cho chính quyền quân phiệt Thiệu Kỳ. Vào cuối tháng 3 năm 1966, chính quyền Trung ương Sài Gòn hoàn toàn không còn kiểm soát được Huế và Đà Nẵng nữa. Đồng thời, trong các cuộc biểu tình tại Huế, Đà Nẵng và ngay cả tại Sài Gòn, đã xuất hiện nhiều khẩu hiệu chống Mỹ. Dưới áp lực của người Mỹ đòi hỏi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải chấm dứt tình trạng vô chính phủ và bài Mỹ này, ngày 4 tháng 4, với sự giúp đỡ về phương tiện vận chuyển từ giới quân sự Mỹ, tướng Kỳ mang hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến, có chiến xa yểm trợ ra căn cứ không quân Đà Nẵng. Cùng đi với tướng Kỳ là Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Ủy viên Quốc phòng, Trung tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, và Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, Giám đốc Nhà an ninh quân đội. Tuy nhiên, tướng Nguyễn Văn Chuân không đồng ý với việc sử dụng quân đội chống lại phong trào tranh đấu, đã ra lệnh phong tỏa tất cả các ngả đường từ căn cứ không quân vào thị xã Đà Nẵng. Đồng thời, từ Huế, tướng Phan Xuân Nhuận cũng tuyên bố ủng hộ phong trào tranh đấu và sẽ chống lại nếu quân chính phủ tiến ra Huế. Trước sự chống đối này của các lực lượng quân sự tại địa phương, có thể đưa đến giao tranh đẫm máu giữa các đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các tướng Kỳ và Viên quyết định trở về Sài Gòn, tướng Có ở lại Đà Nẵng để tiếp tục thương thuyết với phe chống chính phủ. Tướng Kỳ đã nhận ra rằng một giải pháp chính trị, chứ không phải là chỉ dùng võ lực, là rất cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chính phủ Mỹ, thông qua đại sứ, đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình thương thuyết giữa chính quyền Thiệu Kỳ và phe Phật giáo. Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge, do mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Thượng tọa Thích Chí Quang hình thành trong cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963, đã gặp Thượng tọa rất nhiều lần trong suốt thời gian của cuộc khủng hoảng và báo cáo lại những yêu cầu của Phật giáo cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa qua tướng Kỳ. Vào ngày 5 tháng 4, sau khi từ Đà Nẵng trở về Sài Gòn, tướng Kỳ đã có ngay một cuộc họp tại nhà riêng của ông với một phái đoàn Phật giáo do Thượng tọa Tâm Châu lãnh đạo. Thượng tọa Thích Chí Quang lúc này vẫn còn ở Huế nên không có tham dự. Đòi hỏi chính nghĩa của Phật giáo là chính phủ phải tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến trong vòng 6 tháng. Ngày hôm sau, tướng Kỳ họp với tướng Thiệu và tướng Viên và tất cả đều đồng ý thỏa mãn đòi hỏi này của Phật giáo. Sau buổi họp này, tướng Kỳ gửi văn thư cho Thượng tọa Tâm Châu để báo cho Thượng tọa là chính phủ đã đồng ý thực hiện đòi hỏi này của Phật giáo. Nhưng vào ngày hôm sau, 7 tháng 4, tướng Kỳ nhận được một văn thư của Thượng tọa Tâm Châu đòi hỏi chính phủ phải thực hiện 4 điều sau đây. 1. Không được trừng phạt các công chức và quân nhân đã tham dự phong trào tranh đấu. 2. Trả tự do cho tất cả những người đã bị giam giữ. 3. Rút tất cả các lực lượng của chính phủ ra khỏi Sài Gòn. Và 4. Triệu tập quốc hội lập hiến càng sớm càng tốt. Tướng Kỳ rất tức giận. Ông tin rằng những đòi hỏi này cho thấy thật ra là phe Phật giáo chỉ muốn lật đổ chính phủ của ông mà thôi. Ông quyết định đem ra Đà Nẵng thêm hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến nữa và yêu cầu người Mỹ cung cấp phương tiện vận chuyển. Nhưng lần này, người Mỹ từ chối. Tướng Kỳ phải sử dụng phi cơ vận tải của không lực Việt Nam Cộng Hòa để chuyên chở hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến đó ra Đà Nẵng. Bộ tham mưu của ông thì đi bằng phi cơ Caravan của Hàng không Việt Nam. Khi được biết tin về cuộc hành quân này, tướng Có vẫn còn đang ở tại Đà Nẵng để thương thuyết với phe tranh đấu. Điện thoại ngay cho tướng Thiệu và yêu cầu tướng Thiệu ra lệnh rút các lực lượng đó về ngay. Tướng Thiệu, bản thân ông không đồng ý với việc dùng võ lực, đồng ý ngay với yêu cầu của tướng Có và ký ngay công điện để ra lệnh. Ngày 12 tháng 4, Ủy ban lãnh đạo quốc gia triệu tập Đại hội Chính trị Toàn quốc tại Hội trường Diên Hồng. Khi đại hội khai mạc, chỉ có 92 đại biểu tham dự trong số 170 được mời. Vào ngày bế mạc, số đại biểu tăng đến 115. Bác sĩ Phan Quang Đán được bầu chủ tọa đại hội. Ngày hôm sau, tướng Kỳ gửi văn thư cho Thượng tọa Tâm Châu thông báo chính phủ đồng ý thực hiện tất cả 4 yêu cầu của Phật giáo. Ngày 14, tướng Thiệu đến chủ tọa lễ bế mạc Đại hội Chính trị Toàn quốc và tuyên đọc sắc luật số 1466 thông báo quyết định của chính phủ sẽ tổ chức bầu cử quốc hội lập hiến trong vòng từ 3 đến 5
tháng sau. Cả hai, tướng Thiệu và tướng Kỳ, đều đồng ý sẽ thực hiện các điểm mà Đại hội Chính trị đề nghị. Trong đó có việc chính phủ quân nhân sẽ từ chức sau cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến. Viện Hóa đạo ở Sài Gòn ra thông cáo kêu gọi Phật tử chấm dứt tất cả các cuộc biểu tình vì chính phủ đã thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của Phật giáo. Tuy nhiên, các phần tử chống đối tại Đà Nẵng và Huế vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình và đòi hỏi chính quyền quân nhân phải từ chức ngay để cho một chính phủ dân sự thay thế và tổ chức bầu cử. Điều này có vẻ xác nhận mối nghi ngờ đã có trước đó trong giới tình báo là phong trào tranh đấu ở miền Trung đã bị các phần tử cộng sản xâm nhập, nếu không muốn nói là đã kiểm soát. Vào ngày 19 tháng 4, Thượng tọa Chí Quang đã phải ra thông cáo kêu gọi ngừng tranh đấu tại Huế và Đà Nẵng, trong khi chờ đợi chính quyền thực hiện lời hứa. Giữa lúc tình hình còn khẩn trương như vậy, Trung tướng Tôn Thất Đính vừa được cử làm tư lệnh vùng 1 thay thế Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, lại tuyên bố ủng hộ phong trào tranh đấu chống lại chính quyền trung ương tại Sài Gòn. Lời tuyên bố này đem lại thêm lý do cho phong trào tranh đấu tiếp tục. Nhiều cuộc biểu tình do các đơn vị địa phương của phong trào tổ chức tiếp tục khắp nơi ở miền Trung, nhiều nơi gần như đi đến tình trạng vô chính phủ. Tại Quảng Nam, ngày 17 tháng 4, một đơn vị của phong trào đã bắt giam tỉnh trưởng Nguyễn Hữu Chi và quận trưởng quận Hòa Vang tố cáo họ theo chính quyền Sài Gòn. Tại Đà Lạt, ngày 23 tháng 4, một cuộc biểu tình đã biến thành bạo động, nhiều binh sĩ bị đánh đập và ngay cả vị đại úy trấn trưởng cũng bị bắt giam. Phản ứng của Hoa Kỳ. Trước cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng này của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phản ảnh một sự chia rẽ trầm trọng giữa các thành phần tại miền Nam rất có thể đưa đến một cuộc nội chiến, chính phủ Mỹ nhận thấy họ cần phải duyệt xét lại chính sách của họ tại Việt Nam. Tại buổi họp ngày 9 tháng 4, các cố vấn cao cấp của Tổng thống Johnson, tức là các vị Tổng trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia, Giám đốc CIA và Tham mưu trưởng Liên quân, quyết định giao cho các cá nhân sau thực hiện một số báo cáo như sau. Ông Roger Carver, phân tích gia cao cấp của CIA, về sau trở thành phụ tá giám đốc CIA đặc trách về Việt Nam, gọi tắt là SAVA, viết một báo cáo cho giải pháp A, giữ nguyên hiện trạng. Hai, ông Leona Unger, phụ tá của ông William Bundy, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, viết một báo cáo cho giải pháp BO, giữ nguyên hiện trạng nhưng tìm cách thương thuyết với lập trường lạc quan. Mẫu từ O là viết tắt cho chữ lạc quan trong tiếng Anh. Ông John McNaughton, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đặc trách An ninh Quốc tế, viết một báo cáo cho giải pháp BP, giữ nguyên hiện trạng nhưng tìm cách thương thuyết với lập trường bi quan. Mẫu từ P là viết tắt cho chữ bi quan trong tiếng Anh. Và bốn là ông Gokerbone, Thứ trưởng Ngoại giao, viết một giải pháp cho giải pháp C, rút ra khỏi Việt Nam. Cả bốn báo cáo trên đều phải dựa trên tiền đề là chính phủ Hoa Kỳ chỉ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa với điều kiện là các phe phái tại miền Nam phải đoàn kết lại và có hoạt động với một hiệu năng cao. Một nhóm công tác được thiết lập dưới sự chủ trì của ông Gokerbone để thảo luận về giá trị của các báo cáo này. Sau 2 tuần thảo luận, bốn báo cáo đó được ông William Bundy đúc kết lại thành một báo cáo mang tên Những lựa chọn căn bản tại Việt Nam và được đệ trình để thảo luận tại buổi họp ngày 25 tháng 4 giữa Tổng thống Johnson và các vị cố vấn cao cấp của ông. Báo cáo đúc kết này cứu xét và đánh giá 3 giải pháp. Một là giải pháp A, tiếp tục chính sách đang thực hiện với hy vọng là khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời. Hai là giải pháp B, tiếp tục gần giống như hiện trạng, có lẽ giảm bớt đi phần nào mức độ mang quân Mỹ vào Việt Nam, nhưng mà tích cực hơn trong việc thúc đẩy chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mở những cuộc tiếp xúc với các thành phần trong mặt trận giải phóng miền Nam. Các cuộc tiếp xúc này có thể bắt đầu bằng việc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công khai kêu gọi thương thuyết hoặc là những thăm dò trong bí mật. Sau khi đã nắm được những điểm then chốt trong lập trường của mặt trận, chính phủ Hoa Kỳ sẽ quyết định hoặc thúc đẩy chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục việc thương thuyết hay ủng hộ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong việc gạt bỏ những đòi hỏi quá đáng của phía Cộng sản. Ba là giải pháp C, quyết định rằng bây giờ những cơ may để giúp mang lại một chính quyền không cộng sản ở miền Nam đã giảm bớt đến mức độ mà trên toàn bộ nỗ lực của Hoa Kỳ không còn đáng duy trì nữa. Điều này có nghĩa là phải chuẩn bị để khi đến thời điểm thích hợp có thể tiến hành việc rút quân.
Báo cáo này được đệ trình với một văn thư mở đầu của Ngoại trưởng Dinrup, trong đó ông khuyến cáo nên chọn giải pháp A. Tổng thống Johnson đồng ý với khuyến cáo này. Vào đầu tháng 5, Đại sứ Locke được triệu hồi về Hoa Thịnh Đốn để tham khảo. Ngày 2 tháng 5, ông Leonard Unger soạn thảo một văn thư liệt kê những vấn đề cần được thảo luận giữa Thứ trưởng Ngoại giao William Bondi và Đại sứ Henry Locke. Về vấn đề cuộc bầu cử quốc hội lập hiến, văn thư ghi rõ là Tổng thống Johnson muốn là đại sứ phải nói cho các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa rõ là họ phải thực hiện cho bằng được lời cam kết này. Nếu không, việc viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Về vấn đề chính phủ hiện nay của Việt Nam Cộng Hòa, tức là nội các chiến tranh của Tân Kỳ, cách giải quyết tốt nhất là chính phủ này nên từ chức và giao lại quyền hành cho Quốc hội lập hiến khi cơ cấu này đã được dân chúng bầu ra xong. Quốc hội lập hiến sẽ có toàn quyền hoặc bỏ phiếu tín nhiệm và giữ lại chính phủ hiện nay hay là chọn ra một chính phủ mới. Lập trường này hoàn toàn phù hợp với việc chính quyền hiện nay đã đồng ý thực hiện các khuyến cáo khi Đại hội Chính trị Toàn quốc kết thúc hồi giữa tháng 4. Giải quyết cuộc khủng hoảng. Ngày 22 tháng 4, để thi hành sắc luật 1466 mà tướng Thiệu đã công bố khi ông đến chủ tọa lễ bế mạc Đại hội Chính trị Toàn quốc, Ủy ban Hành pháp Trung ương triệu tập một ủy ban gồm 48 người với nhiệm vụ soạn thảo luật bầu cử quốc hội lập hiến. Hai ngày sau, ủy ban này đề nghị thành lập một hội đồng để soạn thảo hiến pháp và theo dõi các cuộc bầu cử sắp tới. Giữa lúc mọi việc đang diễn tiến tốt đẹp, ngày 5 tháng 6, tại buổi lễ khánh thành căn cứ không quân mới tại Bình Thủy, Cần Thơ, tướng Kỳ lại tuyên bố là chính phủ của ông sẽ ở lại một năm nữa, cho đến khi nào tất cả các cơ cấu của chính quyền do hiến pháp mới quy định được thiết lập xong. Chính phủ Hoa Kỳ bị bất ngờ với lời tuyên bố này vì không được tham khảo trước. Họ không thích nhưng mà quyết định không can thiệp vào việc này. Ngay lập tức sau lời tuyên bố này của tướng Kỳ, phe Phật giáo và phong trào tranh đấu ở miền Trung kêu gọi biểu tình và tố cáo chính phủ đã nuốt lời hứa. Nhưng mà không giống như các lần trước, lần này cả tướng Kỳ và Ủy ban lãnh đạo quốc gia đều quyết định không nhượng bộ nữa. Ngày 15 tháng 5, tướng Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, thông báo là ông đã ra lệnh gửi quân ra Đà Nẵng để lập lại trật tự. Một lần nữa, tướng Kỳ lại đích thân ra Đà Nẵng với đại tá Nguyễn Ngọc Loan, vừa được bổ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia thay thế đại tá Phạm Văn Liễu vào ngày 22 tháng 4 năm 1966 để chỉ huy cuộc hành quân tái chiếm Đà Nẵng với 5 tiểu đoàn thủy quân phục chiến. Nhờ yếu tố bất ngờ, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến đã nhanh chóng chiếm giữ được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Đài Phát Thanh và Chùa Phổ Đà, nơi đặt bộ chỉ huy của phong trào tranh đấu. Đến tối thì các lực lượng của chính phủ đã kiểm soát được thị xã Đà Nẵng và lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng được ban hành. Thượng tọa Thích Chí Quang gửi điện văn yêu cầu Tổng thống Johnson can thiệp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi công điện trả lời rằng chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình hình tại Đà Nẵng và hứa rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ cố gắng tối đa để thuyết phục hai phe giải quyết những bất đồng một cách êm đẹp để tránh đổ máu. Trung tướng Tôn Thất Đính, tân tư lệnh quân đoàn 1, phản đối việc sử dụng võ lực của chính quyền Trung ương và được thay thế bởi Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, cựu tư lệnh vùng 4 của chế độ Ngô Đình Diệm và cựu đảng viên Cần Lao. Việc chính quyền Sài Gòn bổ nhiệm tướng Huỳnh Văn Cao làm tư lệnh vùng 1, nơi mà đa số dân chúng chịu ảnh hưởng của Phật giáo, có ác cảm rất nặng đối với chế độ nhà Ngô và đảng Cần Lao, không khác gì hành động đổ dầu vào lửa. Phong trào đấu tranh của Phật giáo nổ bùng lên dữ dội, việc đổ máu không còn có thể tránh được nữa. Ngày 17 tháng 5, khi tướng Cao từ Đà Nẵng ra Huế, ông bị phản đối bằng một cuộc biểu tình rất đông người do phong trào tranh đấu tổ chức. Phải khó khăn lắm, ông mới thoát ra khỏi vòng vây của đám đông đó để chạy vào sân bay trực thăng Tây Lộc trong thành nội, khi chiếc trực thăng do quân đội Mỹ cung cấp để đưa ông trở về Đà Nẵng vừa cất cánh. Một sĩ quan thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh, Trung úy Nguyễn Đại Thức, từ trong đám biểu tình rút súng lục ra bắn ông. May mắn cho tướng Cao, ông không bị trúng đạn, nhưng người xạ thủ Mỹ trên trực thăng đã bắn trả và Trung úy Thức chết ngay tại chỗ. Vài ngày sau, một phong trào tranh đấu thành lập một chiến đoàn gồm các quân nhân Phật tử của Sư đoàn 1 Bộ binh và gọi là chiến đoàn Nguyễn Đại Thức. Sau vụ nổ súng này, tướng Cao xin tị nạn tại Bộ Chỉ huy
của Sư đoàn 3 Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ dưới quyền tư lệnh của Trung tướng Lewis Wass và xin từ chức tư lệnh quân đoàn 1. Ngày 20 tháng 5, Thiếu tướng Trần Thanh Phong được cử thay thế ông. Cùng ngày, một cuộc chạm súng dữ dội đã xảy ra giữa các đơn vị Thủy quân Lục chiến và phe tranh đấu tại Chùa Tỉnh Hội, gây nhiều thương vong cho cả hai bên. Vào ngày 23 tháng 5, sau khi phe tranh đấu đầu hàng tại Chùa Tỉnh Hội, Thủy quân Lục chiến đã tịch thu được hàng ngàn súng và khám phá ra 30 xác chết đã sinh thối. Hai lãnh tụ của phong trào tranh đấu tại Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, thị trưởng Đà Nẵng, và đại tá Đàm Quang Yêu, chỉ huy trưởng đặc khu Quảng Đà, bị bắt và giải vào Sài Gòn. Hàng trăm sĩ quan và binh sĩ đã bỏ súng ra đầu hàng và tất cả đều được chính quyền ân xá. Thượng tọa Chí Quang lại kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ can thiệp, nhưng lần này chính phủ Hoa Kỳ lờ đi, không trả lời trực tiếp cho thượng tọa nữa. Tuy nhiên, trong một công điện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi cho tòa đại sứ tại Sài Gòn, đại sứ Locke vừa trở lại Sài Gòn được chỉ thị phải báo cho tướng Kỳ biết các điểm sau đây. 1. Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm về tình hình tại Việt Nam Cộng Hòa. 2. Là chính phủ Hoa Kỳ khuyến cáo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nên tìm cách thỏa hiệp với những người chống đối để chấm dứt các cuộc biểu tình và những cuộc đụng độ đổ máu và phải thực hiện cho bằng được cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến. 3. Là tướng Kỳ nên có buổi họp với tướng Thi và các tướng ly khai là tướng Tôn Thất Đính và Phan Xuân Nhuận để đạt đến thỏa hiệp. Ngày 31 tháng 5, một phái đoàn 6 người của Viện Hóa đạo do Thượng tọa Tâm Châu cầm đầu đã họp với 6 thành viên của Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia tại Dinh Gia Long. Ngày hôm sau, Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia thông báo sẽ nới rộng thành phần bằng cách mời thêm 10 nhân vật dân sự tham gia, đồng thời sẽ thành lập một hội đồng quân dân để cố vấn cho Ủy ban Hành pháp Trung ương. Phe cứng rắn trong phong trào tranh đấu, dưới ảnh hưởng của Thượng tọa Chí Quang, lập tức phản đối lập trường ôn hòa của Thượng tọa Tâm Châu. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự chia rẽ trong khối Phật giáo mà sau này sẽ đưa đến việc phân chia Phật giáo thành hai phe. Phe Ấn Quang do Thượng tọa Chí Quang lãnh đạo và phe Việt Nam Quốc tự do Thượng tọa Tâm Châu lãnh đạo. Một số Phật tử đã bị phe cứng rắn trong phong trào tranh đấu xúi dục thực hiện một loạt những vụ tự thiêu để làm áp lực với chính phủ. Ngày 3 tháng 6, một ni cô trẻ tên là Bảo Luân tại Sài Gòn. Ngày 4 tháng 6, một tăng sinh 15 tuổi ở Quảng Trị. Ngày 17 tháng 6, một nữ Phật tử tên là Đỗ Thị Ngọc tại Viện Hóa đạo. Ngày 18 tháng 6, một nữ Phật tử tên là Đào Thị Tuyết cũng tại Viện Hóa đạo. Tuy nhiên, những vụ tự thiêu này hoàn toàn không gây được ảnh hưởng gì cả đối với chính sách cứng rắn của chính phủ đối với phong trào tranh đấu tại miền Trung. Trong thời gian này, chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận, tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh, thay đổi lập trường, quay lại cộng tác với các lực lượng của chính phủ và rút bộ chỉ huy của ông ra khỏi Huế vào ngày 30 tháng 5. Ngày 31 tháng 5, Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh, được bổ nhiệm tư lệnh vùng 1 thay cho Thiếu tướng Trần Thanh Phong. Lực lượng của chính phủ sau khi đã kiểm soát xong hoàn toàn Đà Nẵng bắt đầu tiến ra Huế. Ngày 5 tháng 6, một lực lượng khoảng 3.000 quân của chính phủ đã đến Huế. Ngày 7 tháng 6, 3 tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến và nhảy dù được không vận bằng trực thăng đến phi trường Phú Bài và chiếm giữ các vị trí cách Huế độ 8 km. Huế bây giờ đã thành một thành phố bò ngỏ, không có lực lượng nào của phe tranh đấu bảo vệ nữa cả. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, để ngăn chặn quân chính phủ, ngày 6 tháng 6, Thượng tọa Chí Quang ra lệnh cho Phật tử mang tất cả các bàn thờ Phật từ trong các chùa và tư gia ra đặt ngoài đường. Lệnh này được các đoàn viên của đoàn sinh viên, học sinh quyết tử thi hành triệt để. Họ đến từng nhà dân và ép buộc dân phải mang bàn thờ Phật ra đường. Kết quả của cái lệnh cực đoan này của Thượng tọa Chí Quang là tất cả đường phố trong các quận của thành phố Huế cũng như trên các ngã đường tiến vào thành phố Huế đều bị cản trở lưu thông bằng những bàn thờ Phật. Ngày 8 tháng 6, Thượng tọa Chí Quang quyết định tuyệt thực vô hạn định. Vì các binh sĩ trong lực lượng chính phủ từ chối không đụng vào các bàn thờ Phật này, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan phải sử dụng biệt đoàn 222 cảnh sát dã chiến được không vận từ Sài Gòn ra Huế để dẹp các bàn thờ trên các con đường của thành phố Huế. Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận ra trình diện và được đưa vào Sài Gòn để chờ ra xét xử trước Hội đồng Kỷ luật đặc biệt của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đại tá Ngô Quang Trường được bổ nhiệm thay ông làm tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Ngày 20 tháng 6, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi cũng bị bắt tại tư gia ở Huế
và cũng được đưa vào Sài Gòn chờ xét xử như là chuẩn tướng Nhuận. Ngày 21 tháng 6, Thượng tọa Chí Quang cũng được quân chính phủ đưa vào Sài Gòn với lý do là để giúp Thượng tọa phục hồi sức khỏe sau khi tuyệt thực nhiều ngày. Thượng tọa được đưa vào bệnh viện tư của bác sĩ Nguyễn Duy Tài trên đường Duy Tân, bên ngoài có binh sĩ canh gác. Trong những ngày kế tiếp, trên 1.000 binh sĩ đủ các cấp trước kia đã theo phong trào tranh đấu ra trình diện với các lực lượng chính phủ. Một số thì được chở bằng phi cơ vào Sài Gòn để giam giữ tại nhà an ninh quân đội. Số còn lại được đưa ra giam giữ tại đảo Phú Quốc. Hơn 2.000 người thuộc thành phần dân sự bị giam giữ để điều tra, một số được trả tự do. Số còn lại bị đưa về tòa xử về tội phá rối trị an theo bộ hình luật. Một số lãnh tụ của phong trào tranh đấu, phần lớn là giáo sư và sinh viên, được Mặt trận Giải phóng miền Nam tiếp xúc và giúp đỡ cho trốn khỏi Huế để gia nhập mặt trận. Người địa phương gọi chung hành động này của họ bằng danh từ là nhảy núi. Chính những người này đã trở lại Huế cùng với quân của mặt trận trong vụ Tết Mậu Thân 1968. Vào đầu tháng 7 năm 1966, Hội đồng Kỷ luật đặc biệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nhóm họp 2 ngày liên tiếp vào ngày 8 và ngày 9 tháng 7 để xét các trường hợp của các vị tướng dính líu vào biến động miền Trung. Các vị tướng này là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, Trung tướng Tôn Thất Đính, Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân và Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận. Vào cuối ngày thứ nhì, bản án được tuyên bố như sau cho tất cả: phạt 60 ngày trọng cấm và cho ra khỏi quân đội bằng giải ngũ hoặc về hưu. Riêng Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận còn bị lột lon tướng và giáng xuống cấp đại tá. Trung tướng Nguyễn Chánh Thi được lệnh phải rời khỏi Việt Nam. Ông và hai người con trai rời Việt Nam sang Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 7 năm 1966. Cuộc biến động miền Trung vào mùa hè năm 1966 chấm dứt với hai kết quả, hay còn gọi là hậu quả rất quan trọng. Một là chấm dứt thời kỳ chế ngự chính trường Việt Nam Cộng Hòa của Phật giáo sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Hai là mở đầu cho thời kỳ dẫn đến sự thành lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa.